Kính chào anh chị em, chúng ta cùng lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày Chúa Nhật 19 thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán họ xong, người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ, đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Và khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo ông, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước mà đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ. Và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật, Ngài là con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, chúng ta bước vào Chúa Nhật 19 thường niên. Và chúng ta biết ngày Chúa Nhật có các bài đọc lời Chúa. Bài đọc 1, sách các vua quyển thứ nhất. Có đoạn, có lời Đức Chúa phán với ông Elia, hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua. Gió to bão lớn xé núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất. Nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. Sau động đất là lửa. Nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe tiếng gió đó, ông Elia lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang. Kính thưa anh chị em, chúng ta nghe đoạn sách các vua quyển thứ nhất kể lại việc Đức Chúa hiện ra với ông Elia. Có tiếng gió bão, có tiếng động đất, có tiếng lửa, nhưng Chúa không ở trong những chỗ đó. Nhưng khi Elia nghe thấy tiếng gió hiu hiu thì biết Chúa đang đến và ông đã ra để nghênh đón Đức Chúa. Trong đoạn sách Sáng Thế Ký, chúng ta cũng được nghe là trong gió chiều hiu hiu, Đức Chúa đến và đàm đạo với ông Adam. Vậy thì chỉ trong tĩnh lặng, cầu nguyện, xa lánh bận rộn, xa lánh ồn ào, lo toan, chúng ta mới có thể gặp Chúa, mới có thể cầu nguyện. Kính thưa anh chị em. Và trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì dân chúng tùng hồ Chúa, muốn tôn Chúa lên làm vua, vì họ nghĩ rằng ông Giêsu này mà làm vua thì tốt cho chúng ta quá. Ông sẽ làm phép lạ để cho chúng ta có bánh ăn khi chúng ta thiếu thốn, khi chúng ta đói, chúng ta sẽ không còn sợ phải thiếu thốn, vất vả nữa, đói khổ nữa. Bảo ông làm vua, tôn ông làm vua thì tốt cho chúng ta quá. Và các môn đệ cũng nghĩ như vậy, cũng mong muốn thầy mình làm vua. Thấy dân chúng tùng hồ Chúa như thế thì các môn đệ thích thú lắm. Thấy thầy mình thành công rồi. Và Chúa Giêsu biết các môn đệ nghĩ như thế, muốn như thế là đi sai con đường rồi, đi sai con đường thiên sai của Chúa rồi. Bởi vì con đường thiên sai của Chúa, con đường cứu độ của Chúa là phải đi qua thập giá. Và các ngài không có biết. Các ngài cứ nghĩ rằng thầy mình phải làm vua. Ngự trên ngai vàng của Israel đó. Và có lần ông Gia-cô-bê và ông Gioan nhờ mẹ mình xin với Đức Giêsu
là xin Thầy hãy cho hai đứa con tôi đây ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Thầy trong nước của Thầy khi Thầy làm vua. Tức là xin Thầy cho hai đứa con tôi đây làm tể tướng, làm phó tể tướng trong vương quốc của Thầy. Họ nghĩ như vậy, họ nghĩ đến vương quốc trần gian, vinh quang của trần gian. Thành thử chúng ta thấy có một cái câu ngắn gọn nhưng mà rất ý nghĩa. Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Bắt buộc, ép buộc. Tức là Chúa Giê-xu không muốn cho các ngài chạy theo cái tình cảm nhất thời và sai lầm của dân chúng. Cái vinh quang nhất thời đó bị cái cám dỗ của thế gian nó lôi cuốn. Chúng bắt các ngài phải xuống thuyền đi, xa lánh cái đám đông thế gian mà chưa hiểu biết về cái ý nghĩa thiên sai, nhiệm vụ thiên sai của Chúa đó. Thành thử là chúng ta phải hiểu như vậy. Và khi đó thì Chúa người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tôi đến người vẫn ở đó một mình. Kính thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa Giê-xu cầu nguyện một mình trong đêm khuya trên núi như vậy. Một cái hình ảnh tĩnh lặng, cầu nguyện, kết hợp với Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa. Ngài thánh thiện quyền năng như thế mà Ngài còn cần phải cầu nguyện như vậy. Huống chi là chúng ta cần phải cầu nguyện nhiều hơn biết bao nhiêu. Tìm những giờ thinh lặng cầu nguyện để kết hợp với Thiên Chúa để cầu nguyện. Cái gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu khiến chúng ta suy gẫm và học hỏi, gặp Thiên Chúa trong tĩnh lặng, kết hợp với Ngài trong cầu nguyện để chúng ta có được ánh sáng sức mạnh của Ngài. Canh tư đêm tối, người ta nói nửa đêm giờ tí canh ba, canh ba là khoảng nửa đêm, thì canh tư là nó quá nửa đêm một chút. Chúa Giê-xu biết các môn đệ đang chống chọi với bão tố, Ngài đi trên mặt biển mà đến với các ngài, cứu giúp các ngài. Các ngài thấy cái bóng trắng của Chúa Giê-xu cho nên mất hồn mất vía, nghĩ rằng là ma, la lên là ma đó. Và Chúa lên tiếng để mà trấn an các ngài: chính Thầy đây, đừng sợ. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài sẵn sàng đến cứu giúp chúng ta. Mà có khi Ngài đến một cách rất là bất ngờ mà chúng ta không có ngờ tới, không có nghĩ tới. Chúa vẫn yêu thương chăm sóc chúng ta. Và lúc đó thì Thánh Phêrô mới nói lại: Thầy, nếu quả là Thầy thì xin hãy truyền cho con đi trên mặt nước đến với Thầy. Bởi vì Thánh Phêrô nghĩ rằng Thầy mình có quyền năng. Thầy muốn cái gì là sẽ có cái đó, sẽ được cái đó. Nếu Thầy ban ơn cho thì mình sẽ đi trên mặt nước đến với Thầy. Thì Chúa Giê-xu nói cứ đến. Thế là ông tin tưởng vào lời của Chúa, ông bước xuống và ông đi. Anh chị em biết ở bên Ấn Độ có những ông thầy gọi là thầy Fakir. Họ luyện những cái phép thần thông biến hóa. Họ đi, họ luyện, họ đi trên mặt nước, đi trên than hầu, trên lửa. Đầu tiên là họ tập trung ý chí, họ tin cho thật mạnh, họ sẽ làm được cái điều đó. Rồi sau đó họ thực hành. Thì trong cuộc đời giảng dạy của Đức Phật, một ngày kia Đức Phật đi đến bờ sông và có một thầy Fakir gặp Đức Phật và nói: Thưa Ngài, tôi nghe danh tiếng của Ngài vang dội khắp nơi, nhưng mà Ngài có làm được như tôi không? Tôi đã tu luyện 30 năm nay và bây giờ tôi có thể đi trên mặt nước, đi từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia. Ngài có thể làm được như tôi không? Đức Phật mới nói với ông ta: Sao ngươi lại phải tốn 30 năm để mà tập luyện như thế? Ta đây chỉ cần đưa cho người lấy đò đây 2 xu là ta có thể qua cái bờ bên kia rồi. Rồi sau này một cái đạo sĩ khác của Ấn Độ, thầy Kutumi, dạy các môn đệ của mình rằng: Các con đừng có tốn công tốn sức luyện tập những phép thần thông biến hóa làm gì. Các con hãy lo phát huy lòng nhân ái. Khi lòng nhân ái của các con đã lên đến cao độ,
đã phát triển hoàn hảo thì các con có thể làm được các phép lạ đó. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu đi trên mặt nước là do quyền năng của Ngài, và Ngài có thể ban cái quyền năng đó cho Phêrô để Phêrô cũng có thể đi trên mặt nước. Nhưng mà khi thấy gió to thì ông đâm sợ. Ông sợ tức là ông kém lòng tin. Ông nghi ngờ. Ông nghi ngờ cái gì? Ông nghi ngờ, ông nghĩ không biết gió to như vậy, không biết thầy mình có đủ sức cứu mình không, có đủ sức giữ mình không, gió to quá, thôi chắc chết thôi. Đó, ông sợ, ông nghi ngờ. Cho nên Chúa mới nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại nghi ngờ? Sao lại nghi ngờ quyền năng của Chúa? Cứ tin tưởng vào Chúa. Gió to cỡ nào sức mạnh của Chúa chiến thắng được hết, không có sợ gì hết, thì vững vàng thôi. Do ông nghi ngờ, ông sợ như vậy đó, thiếu lòng tin cho nên ông chìm xuống. Ông chìm xuống. Thì cái hình ảnh đó rất là rõ nét về đức tin của chúng ta, kính thưa anh chị em. Khi đức tin chúng ta yếu, chúng ta bị chìm xuống, bị thất bại, bị khốn khó. Nhưng mà khi đức tin của chúng ta vững mạnh, tin tưởng vào Chúa vững mạnh, thì chúng ta đứng vững được, chúng ta lướt thắng được, vượt qua được những khốn khó, những gian nan, những bóng tối, để đứng vững đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa. Kính thưa anh chị em, hình ảnh của Thánh Phêrô đi trên mặt nước, yếu lòng tin chìm xuống đó, cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta cũng đã gặp những khốn khó, những gian nan, những bão táp. Nhiều khi chúng ta cũng đã yếu lòng tin, đã nao núng, nghĩ rằng Chúa không biết, Chúa không thương, Chúa không cứu chúng ta, Chúa không can thiệp. Chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà không đúng. Bởi vì Chúa là đấng nhân từ, quyền năng phép tắc vô cùng. Chúa luôn luôn yêu thương chăm sóc chúng ta. Và Chúa chăm sóc chúng ta theo cách của Chúa. Nhiều khi chúng ta muốn Chúa thực hiện những cái việc ngoạn mục đó, nhanh chóng để mà cứu chúng ta theo ý của chúng ta. Nó không có được. Tùy ý của Chúa, tùy cái sự khôn ngoan của Chúa, Chúa chăm sóc chúng ta. Về phần chúng ta là cứ tin tưởng vào Chúa, bám lấy Chúa, tin tưởng vào quyền năng và lòng nhân hậu của Chúa, thì chúng ta sẽ đứng vững, sẽ thấy được tình thương của Chúa, ơn cứu độ của Chúa ban cho chúng ta. Xin mẹ Maria, Thánh Ca Giuse chúc lành cho chúng ta, cho chúng ta có được ơn đức tin mạnh mẽ, giữ vững đời sống cầu nguyện, để chúng ta đứng vững đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa ban cho chúng ta. Amen.